place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide, when everything is a lie. You'll find that out in some time, but when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, immersed. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Chị Phú Quốc nha cả nhà. Và bây giờ là lại sau khi lấy đồ xong là chuẩn bị lên xe để về khách sạn. Sân bay Phú Quốc thì không có đông giống như cả ở sân bay Tân Sơn Nhất nha cả nhà. Hôm nay trời khá mát mẻ. Và bây giờ thì chuẩn bị lái xe. Cảnh ở đây rất là đẹp. Qua thì trời mưa, hôm nay trời nắng rất là đẹp.
thanh niên này hôm nay cho kéo vali. Nãy giờ kéo đã chưa? Không, chưa đã. Chưa đã. Đây. Thích kéo vali cho kéo luôn. Pha nước con. Đây là còn có hai thanh niên này sinh đôi. Bây giờ là xe này sẽ rước đoàn về khách sạn nha cả nhà. Phú Quốc còn đất rừng rất là nhiều nha cả nhà. Rất là xanh mát. Cảnh còn rất là hoang sơ. Xe đang chở đoàn về nhận phòng ở khách sạn. Lựa chọn cái nào? Bây giờ hỏi cái điểm du lịch nào chọn là nhờ con Nguyệt cho số điện thoại điện đặt cũng được, chuyển tiền phòng trước. Cái đó liên hệ tài xế khi có con đường mình đi chơi nè, có mấy cái nhà hàng là trong cái khách đó gần á thì nó mới thuận tiện. Không chứ rồi đi đằng Bắc là ăn đằng Đông rồi cũng quay lại rồi được. Đường xá vẫn còn vắng, ở ngoài này dân chưa có đông lắm đó nha. Chứ giờ số lượng của mình đông mà nó phải đủ tới đó mày mua ăn cơm dĩa thì được, chứ còn cái gì phần nữa phải đắt. Chứ giờ tới đó rồi bây giờ phải đi chơi thì hai giờ thấy mà nó gì. Bây giờ là hơn 10 giờ đường rất là vắng. Nhỏ nó nổi như thế ăn đâu được sao. Cái nhỏ đó. Cái này giờ cho ông Văn tại vì đang ngồi trên xe hay là ông tài xế ông ấp Dương Tơ, xã Dương Tơ. Thank you.
phía bên này là cái nhà dân, còn bên này thì vẫn là con rừng nha các nhà. Ở ngoài xa kia là biển nha mọi người. Sơn sách 3, nhà hàng hải sản tươi sống. Tham quan thôi đúng không? Đây là điểm tham quan về Ngọc Trai nha cả nhà. Ngọc Trai, Ngọc Hiền. Đó. Mọi người vào tham quan rất là nhiều, ai có nhu cầu mua ngọc trai thì mua. Quá trời xe, chắc xe chở cả cái đoàn du lịch. Đây có nhà bè nữa kìa. Nhớ quần bãi. Mọi người đang thảo luận cái chương trình đi chơi cũng như là nghỉ ngơi, tại vì đoàn đi tự túc, không có đi theo đoàn du lịch nên chương trình cũng có phải hội thảo một chút xíu. Công trình bỏ hoang rất là lớn à. Biết người ta xây làm cái gì mà người ta bỏ hoang hoang phế hết dự án Sheraton Phú Quốc Resort. Xây dựng quá bề thế mà đang bỏ hoang. Mọi người vẫn chưa có thống nhất được ý tưởng. Mình đi mua cả đến chiều mệt lắm. Nhiều mệt tính. Dạ đúng rồi ạ. Thank you.